171 này, đề của chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2 năm 2019 đấy. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào? Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được glucose có chứa nhóm chất anhydride? Lưu ý nhé, không chứng minh glucose có chứa nhóm anhydride. Anhydride là chó, đúng không? Oxy hóa glucose bằng AgNO3 thì oxy hóa AgNO3 thì điều này chứng tỏ rằng nó có thằng có chó, đúng không? Vậy thì đây là không chứng minh được cơ mà, phải là bỏ A. Oxy hóa glucose bằng CO2 hai lần đun nóng thì nó tạo thành kết tủa màu đỏ gạch đấy, là cũng chứng minh là nó có chó, đúng không? Vậy là bỏ luôn. Lên men glucose bằng xúc tác enzyme không ảnh hưởng gì đến chó, đúng không? Khử glucose bằng hiro thì cũng là có chó, đúng không? Vậy bỏ. Vậy đáp án 171, đáp án mình là đáp án C nhé. Lên men glucose bằng xúc tác enzyme không có chứng minh, cái này nó không chứng minh cho chúng ta được rằng là thằng glucose có chó hay không. Cái này không chứng minh được. Được chưa? Mình sang câu số 172 là câu của đề chuyên Quang Trung lần Bình Phước lần 2. Chất X là một bazơ mạnh. Chất X là một bazơ mạnh. Bây giờ chúng ta nhìn nhé. Nhìn nhé. A. Kali hydroxit bazơ mạnh. B. Natri hydroxit bazơ mạnh. C. Bari hydroxit bazơ mạnh. D. CaOH 2 lần canxi hydroxit cũng bazơ mạnh. Đúng chưa? Nhưng lưu ý này, để sử dụng để sản xuất chlorovoy. Chlorovoy là gì? Chlorovoy là CaO CL2. Vậy nó phải có canxi ạ. Đúng chưa? Vậy thì loại A, loại B, loại C. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Về mặt bản chất phản ứng để sản xuất tạo ra chlorovoy nhá. Đúng không? Chúng ta sang câu tiếp này. Câu 173. Câu 173. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Ở trong cuốn này chúng mình là tụ họp hết tất cả các câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm, cũng như là ở bên trong các cái đề thi thử các năm của các trường nội chuyên nổi tiếng nhá. Trong các chất sau, chất có lực bazơ, bazơ mạnh nhất, sorry các cháu chú có máy sai, bazơ mạnh nhất trong dãy trên. Thế thì chúng ta cần lưu ý này, sắp xếp thứ tự tính bazơ thì đầu tiên là anilin là nhỏ nhất, nhỏ hơn NH3. Anilin không làm đổi màu quỳ, NH3 đổi màu quỳ thành màu xanh, đúng chưa? Tiếp tục là thằng CH3NH2 mạnh hơn NH3, đúng chưa? Và thứ ba là thằng CH3NHCH3 là amin bậc 2 mạnh hơn thằng amin bậc 1, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Câu 173 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D nhá. Được chưa? Lực bazơ mạnh nhất mà. Vậy tính bazơ mạnh nhất, được chưa? Thấp nhất là gì? Anilin, đúng không? Xong đến NH3, xong đến CH3NH2 rồi đến CH3NHCH3, thằng này mạnh nhất nhá. Ok. Chúng ta sang câu tiếp. Là câu 174. Chú chữa này có nhanh quá không? Chú chữa này nhanh nhanh quá không? Câu 174 cho 0,12 mol trimetinamin tác dụng hoàn toàn với NaOH đun nóng, thu được m gam glycerol. Giá trị của m là, thế thì bây giờ chúng ta viết phương trình này. C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Thằng này ăn 3 NaOH để tạo thành glycerol là C3H8O3 các cháu nhé. Glycerol là C3H8O3. Ok chưa? Thế thì số mol anh này đề bài cho ta là 0,12 mol, đúng không? 0,12 thì cân bằng phương trình thì anh này cũng bằng 0,12 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn từ đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng luôn, là mình lấy 0,12 nhân với lại 92 thì bằng 11,04 gram. 11,04 gram, vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A. 11,04 gram nhá. Đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án A. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 175 đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2 nhá. Câu 175 đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Dung dịch NaOH dư. Dung dịch NaOH dư. Dung dịch NaOH dư thì cung cấp cho chúng ta cái ion là ion OH trừ. Được chưa? Vào dung dịch chứa 0,3 mol FeNO3 3 lần, vậy là sắt 3 cộng để tạo thành FeOH 3 lần. Được chưa? Anh này là 0,3 mol. Vậy suy ra kết tủa chúng ta cũng là bằng 0,3. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, nung đến khối lượng không đổi thì nung ta thu được Fe2O3. Hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt nhá, là 0,3, đúng chưa? Nhân 1 chia 2 thì bằng 0,15. Vậy mình tìm được khối lượng chất rắn bằng 0,15 nhân với 160. 0,15 nhân với 160. 0,15 nhân 160 thì bằng 24 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A, 24 gram các cháu nhá. Được chưa? Rất là dễ thôi. Ok. Câu 176. Câu 176. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Sục 8,96 lít khí CO2. Sục 8,96 lít khí CO2.
Thế thì cái câu này là câu bắt đầu tính toán này. Tí nữa chúng mình sẽ quay trở lại làm câu này sau nhá. Chúng ta làm mấy câu lý thuyết trước. Câu 177. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion? Cái thằng này là nó gần 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 giống với đề thi minh họa đấy. Gần gần giống với đề thi minh họa, các cháu cần phải chú ý nhá. Ta có này. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion? Trao đổi ion thôi nhá. Trao đổi ion thì cái thằng nhôm này cộng H24 này thì nhôm thay thế thằng hydro đúng không? Sinh ra hydro, đây là phản ứng thế. Không phải phản ứng trao đổi ion. HCl cộng với đây là Fe nhé. Fe. Được chưa? Được chưa? Để tạo thành FeCl2 cộng H2S cũng không phải phản ứng trao đổi ion. Được chưa? Với Fe không phải là ion. NaOH cộng HCl tạo thành NaCl cộng nước. Đây mới là phản ứng trao đổi ion ạ. Được chưa? Vậy thì phản ứng trao đổi ion ở đây chúng ta là đáp án. Đúng là đáp án C, bởi vì đây thằng natri này thay thế thằng H để tạo thành NaCl. Thằng H thay thế thằng natri để tạo thành H2O. Vậy đây mới là phản ứng trao đổi ion nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cái câu 178 này là câu kiến thức lớp 11, tí nữa mình quay lại mình giải sau. Câu này cũng rất là dễ thôi. Câu 179 này. Câu 179 này tí nữa mình quay lại mình giải sau nhá. Câu 180 cũng vậy. Mấy câu tính toán này để tí nữa mình quay lại mình giải sau. Ok. Chúng ta sang câu tiếp này, giải mấy câu lý thuyết dễ ăn điểm trước. Câu 181. Câu 181. Đấy các cháu nhìn nhá, về phần polymer này là rất rất hay thi. Đề thi Trung học Thông quốc gia rất thích ra những cái câu về polymer để kiểm tra xem độ chúng ta có khủng hay không. Thì năm nay thì dịch Covid thế nên là cần rất nhiều là đồ bảo hộ y tế, mà đồ bảo hộ y tế thì chủ yếu là sử dụng bằng chất dẻo. Đấy thì những cái thằng này rất hay thi. Polyvinyl clorua PVC được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Lưu ý là trùng hợp. Thế thì polyvinyl clorua thì được điều chế từ vinyl clorua. Vinyl clorua. Thế thì anh này là ethylene đúng không? Bỏ. Anh này là ancol, à anh này là không có nối đôi CC. Anh này có nối đôi CC nhưng không phải vinin. Được chưa? Vinin clorua là chỗ này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B nhá. Vinin clorua. Câu 182, một câu về phương trình hydroxit thì cái cuốn sách này thì, tí nữa chúng mình chữa sau nhá. Câu này thì không có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nữa đâu. Được chưa? Câu 183. Câu 183. Cho các phản ứng hóa học sau, cho các phản ứng hóa học sau, các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là, thế ở đây mình có này, phương trình số 1 thì chúng ta có một phương trình ion rút gọn là SO42 trừ cộng với lại Ba2 cộng để tạo thành BaSO4, ok? Một phương trình ion rút gọn là BaS4 nhé. Phương trình thứ hai cũng là SO42 trừ cộng với lại Ba2 cộng để tạo thành BaSO4. Vậy ở đây ta có phương trình số 1 và phương trình số 2 là cùng một phương trình ion thu gọn. Ok? Được chưa? Phương trình số 3 cũng là SO42 trừ cộng Ba2 cộng tạo thành BaS4. Phương trình số 4 lúc này không rồi, tại vì là có kết tủa BaCO3. Lúc này phương trình của thằng H24 nó sẽ là như sau, là 2H cộng cộng với lại SO42 trừ để tạo thành BaCO3 cộng với lại để tạo thành BaSO4 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Vậy là nó không cùng phương trình ion thu rút gọn nhá. Được chưa? Tiếp tục này, cái thằng năm này cũng không phải cùng phương trình ion thu gọn, bởi vì là cái thằng số 5 này NH4 cộng cộng với lại SO42 trừ cộng với lại Ba2 cộng cộng với lại 2OH trừ để tạo thành BaSO4 là kết tủa này, cộng với lại NH3 cộng với lại H2O, đúng chưa? Thì có NH3 bay lên nên nó không có cùng phương trình ion thu gọn. Thằng số 6 thì mình có cùng phương trình ion thu gọn là SO42 trừ cộng với lại Ba2 cộng để tạo thành BaSO4. Ok? Vậy là mình có này, 1 2 3 6 nhá. 1 2 3 6. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A, và rất nhiều đứa nào mà thông minh ý, nó chỉ cần nhìn là có 1 có 2 thì mình loại đáp án B, có 1 có 2 loại đáp án C và có 1 có 2 loại đáp án D. Như vậy là làm nhanh hơn cả. Chúng mình thích những cái điều mà hay sai, được chưa? Chúng mình thích những cái điều mà chúng ta thông minh giải được nhá, không cần chăm chỉ quá. Ui, 184 chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Thủy phân hoàn toàn disaccharide A. Thủy phân hoàn toàn disaccharide A thu được hai monosaccharide X và Y. Một thằng disaccharide mà thủy phân thu được hai monosaccharide thì mình chỉ có hai thằng thôi, hai thằng, một thằng là sắt, một thằng là man. Riêng thằng man thì thủy phân thu được hai thằng alpha glue. Thằng sắt thì thủy phân thu được một thằng alpha glue cộng với một thằng beta group. Đúng chưa? Vậy thì thằng disaccharide A này của chúng ta không thể là man, đúng chưa? Và cũng không thể disaccharide mà A, mà A là disaccharide, vậy không thể là glue, glue là monosaccharide, đúng chưa? Tinh bột là polysaccharide, loại bỏ.
Được chưa? Được chưa? Tiếp tục nhá. Mình có này, thằng tiếp tục này, mình có thằng Z, được chưa? Thu vượt hydro hóa X hoặc Y đều thu được chất hữu cơ Z, đúng chưa? Đấy, hydro hóa X hoặc Y, vậy là X hoặc Y có nghĩa là glu và phờ rúc này mà đi cộng thêm thằng hydro thì luôn luôn thu được thằng sorbitol. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, bò sorbitol các cháu nhá. Đấy, đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B, bò sorbitol.